À, được rồi, để có một cái việc nào được rồi. À, hai người rồi. Nhập viện vì lý do là đau bụng, dùng từ hạ sinh là cộng hòa nha. Bệnh sử là quản lý bệnh nhân này cách đây khoảng cách như khoảng 5 tháng là bệnh nhân có tầng đợt vàng da và khoảng 57 ngày. Bệnh nhân có đồ uống, đồ không tỏ lo nhưng mà sẽ có đợt vàng da. Ngoài thời gian đó không có điều trị gì cả. Cách nhập viện khoảng 10 ngày thì bệnh nhân thấy đau đồ uống đau và bụng thường vì có hạ sinh phải. Đau quảng từng cơ đến năm ấy, đau vì không có cái hướng lá cụ thể. Không có nôn, không sốt. Bệnh nhân sau đó bệnh nhân vào bệnh viện một tàu cảm thì được chẩn đoán là đến có kèm theo vàng da vàng mắt và được bị sẩn màu thì sau đó bệnh nhân là vào bệnh viện một tàu cảm được chẩn đoán là viêm gan và được điều trị theo hướng viêm gan là 10 ngày nhưng mà khi sau 10 ngày điều trị ở bệnh viện một tàu thì bệnh nhân có đau thì có giảm nhưng mà vàng da thì không có giảm sau đó được siêu âm kiểm tra lại thì phát hiện ra là sỏi một chỗ trên ống tiền 115 điều trị thì tại thời điểm khám tại bệnh viện hiện tại là những là còn đau ít thôi nhưng mà da còn cộng thêm điều vẫn là bạc mặt khi quán cảm thấy bệnh những ngày sáng nay thì thấy là bệnh những là bệnh hồi sức tốt sinh tiểu là ổn và bệnh những là có tiệt mắt là viêm mạc da và sẩm không có khu không giảm sáu mạch không có không bị đặc không lợn hạt hơi không có sơ cảm về cảm cảm có cơ quan cảm chưa thấy gì bất thường có tham bụng thì còn bệnh nhân là không có chữ không có bàn di động trên những thở tốt không có tung hoang bàn thì cũng đã sáu mạch không có việc mà cứu cảm thì bệnh cái đau nhẹ vùng cơ dưới xương phải cũng mất thì không có sơ chạm gan không có lợn tôi bảo không có sơ chạm không có sơ chạm thì có thăm sơ chạm nên có phân hơi bạc mà bạc là bạc như thế nào? Dạ, nó, cái màu đúng là bạc không? Dạ, không bạc không. Hay là nhạt màu? Nhạt màu. Sẫm. Rồi đặt vấn đề là bệnh nhân này là bệnh nhân này có bán tư tuột. Thứ nhất là có vấn đề là một cái tắc mật, có cơn đau quặn mật. Có chắc là có tắc mật không? Dạ có. Chắc không vàng da thì chắc là đồng ý rồi đấy. Dạ. Có chắc là tắc mật không? Dạ. Những yếu tố nào để nghĩ là tắc mật? Dạ, cơ năng thực thể là bệnh nhân có cơn đau quặn mật khởi phát là cơn đau trước là bệnh nhân có cơn đau ở vùng có chắc là cơn đau quặn mật không? Dạ, bởi vì bệnh nhân khái là cái cơn đau bệnh nhân là đau quặn thành cơn sau đó thành quặn trong quặn thành cơn đó là bệnh nhân có đau ám thể thì em nghĩ là cơn đau của tàn lọc đau quặn trường hợp này là tắc vàng da mãn hay là cấp? Dạ, vàng da cấp vàng da cấp của mãn bởi vì bệnh nhân là từ đó có tân đợt một rồi da mãn gì? Có cơn đau quặn mật chắc chắn là túi mật phải sờ đủ rồi gì nữa rồi cái chuyện đó thì còn bỏ ngỏ 50-50 đấy rồi gì nữa một là có vàng da tắc mật cộng trừ ha ba là mình có cảm thấy được tại vì có cái tại vì cái vàng da rồi vàng da tắc mật gấp một đợt mạng em nghĩ nhiều tại cái vấn đề là sỏi thì đoạn nhiều mật sỏi ở đâu đường mật sỏi đường mật dạ. Em nghĩ nhiều là sỏi đường mật bởi vì có thể là theo người thì có thể là nó kẹp xong rồi một thời gian nó không có kẹp cái mật nó xuống được cái hiện vàng da sau cái đợt đó thì còn có phần đường mật hết chưa sỏi một chủ dạ em nghĩ là sỏi có ý kiến gì không đồng ý không có chính kiến của mình hả? Nó làm theo hay sao? Có gì bổ sung không? Hay có gì có ý kiến khác không? Chứ chắc bạn mình nó đúng hết. Thì đi ra lại nhiều lần rồi, một cái da vàng sậm thế này thì hiếm khi nào là sổ một chủ, chỉ có sổ một chủ không đâu. Nha, đặc điểm của vàng da trong sổ một chủ là gì? Cái việc học có chuẩn đi. Và những cái biến thiên, cái thay đổi đó mình sẽ học sao nha. Cái chuẩn nếu vàng da do sỏi một chủ là vàng như thế nào? Dạ là vàng da sỏi là vàng da đột ngột tăng dần. Đột ngột tăng dần. Như thế. Kèm không có cái vàng da nào mà đột ngột đó.
nay đau mai sốt, mốt vàng da thì làm sao đột ngột được. Khởi phát trước đó thì có một điều chẳng được buồn, tắc mật được, đau sốt, sau đó xuất hiện kiểu vàng da sao cũng chưa nghe thông lắm, nhưng mà đặc điểm của vàng da cho sổ một chủ. Rồi có đau, có sốt, rồi gì nữa, rồi gì nữa, đâu có giãn bao nhiêu, giãn đi giãn lại mấy này đâu có nghe đó. Một là có đau, hai có sốt, đặc điểm quan trọng nhất là da vàng nhạt thôi nha. Sỏi ống mật chủ mà da vàng sọng là có vấn đề gì đấy kèm theo cái sỏi mật chủ đấy nha. Đặc điểm của vàng da do sỏi mật chủ không ấy là gì, là chỉ vàng nhạt thôi, mà càng mãn tính thì nó càng nhạt. Nó có trường hợp ở đây là sỏi mật chủ là lấp đầy một cái cây sỏi, lấp đầy cả đường mật luôn, mà bệnh nhân hoàn toàn bilirubin bình thường đấy, nhưng mà gan vẫn sơ do ứ mật, do tắc mật. Nên thấy trường hợp vàng da sậm thế này là khanh mình chẩn đoán sỏi mật chủ là cũng có thể không loại trừ, nhưng mà phải để đó sau một cái gì khác, sau một cái nguyên nhân gì đấy nó kèm theo và nó là cái chính để làm cho viên sỏi nó mắc lại. Ví dụ như là có sơ hẹp ít đi, hay có cái u gì ở dưới dòn gì đấy, vân vân nha. Chứ thấy da vàng sậm mà cuối cùng bệnh nhân này bị cái gì? Sỏi mật chủ. Có thử cái có thử cái bilirubin không? Có tăng men gan, cho nên em nghĩ là bệnh nhân này nó vàng da, men gan tăng bao nhiêu? Dạ, 170. Thì phần cái bụng lên, nó xem phần cái bụng lên, xèo xuống, phần lên, xèo xuống, phần lên, xèo. Trên siêu âm túi mật có căng không? Dạ, trên siêu âm túi mật không căng, thành không dày, không phải sọt. Đường mật ẩm mật chủ là giảm 20mm luôn hả? Đoạn của ẩm mật chủ là có viên sỏi 26mm. Thì thôi chẩn đoán này thì lại là theo cái xu thế của cận lâm sàng, mình không có chứng kiến của mình. Nó chắc chắn là chị này nếu có sỏi đường mật mà vàng thế này chắc chắn là có tình trạng là sơ hẹp ốt đi, có cái gì bên dưới nữa chứ không phải là chỉ sỏi không nha. Nếu hỏi một câu để dứt điểm cũng không cao lắm đâu, tại không đúng ý của thầy nha. Tại vì thầy dạy là sỏi một chủ đơn thuần nha, vàng da thì nhạt thôi, xuống này theo cận lâm sàng nhiều quá nha. Cái giả sử như sỏi một chủ trên trường hợp này mà nghi ngờ có hẹp ớt đi á nha, sơ hẹp ớt đi hay có gì bên dưới đó thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến cái điều trị của mình. Mổ nội soi là sao? Dạ, bởi vì da sỏi nó có bệnh nhưng mình không nghĩ tới nhiều cái phương pháp là ở đây sẽ đi được. Nhưng mình sẽ nội soi để đặt ống mật chủ qua lại để lấy những sỏi. Sau đó nhưng mà nếu mà nó sơ quá đi thì có thể là cái phương pháp của mình nó sẽ thay đổi. Thay đổi sao? Mình sẽ cắt cái ống mật chủ đi hoặc là mình đổi một quầy, mình đổi cái gì đó mình đổi quầy là ta cắt. Nếu mình để sơ quá như vậy. Nếu cắt cái ống mật chủ thì cắt làm sao? Là sao, cắt như thế nào, đi như thế nào? Dạ, cho anh tập sẵn thì cũng có điều đó, cái tập cắt của mình thì là dùng đi bằng ngã nào để cắt nó? Dạ, nếu mà mình dùng ngã cắt như vòng chân, đổ một dụng của 49, đổ duyên mạc, đổ 17. Dùng RCB ngã nó là RCB là không được mà. Cắt từ ngoài rồi, là qua ngã nào? Thì sẹo 46, đổ một dụng 49, thì dùng 431, đổ duyên mạc, đổ 17. Rồi, nghe coi ý kiến vậy. Sao đi qua đâu, đi qua ngã nào? Đoạn hai ta tràng đi qua ngã nào?
Nước nó lớn mà sao vô được nước to lớn? Nếu mở bụng ra sao vô được nước to lớn? Thì theo em nghĩ trường hợp này là lấy sổ qua ngã nào? Anh này thì nói là qua mổ mở, còn em thì nghĩ là lấy sổ qua ngã nào? Nó nhanh nhanh lên mất thời gian quá, hết giờ rồi. Một người thì nói là muốn mổ mở, còn ý của em thì sao? Cứ việc bình tĩnh theo ý kiến của mình thôi. Tại sao phải làm không mau mở, phải làm ở đội CV? Thì hơn lôi vi sổ xuống, vi sổ bằng cái tắc á, lôi xuống nó tét hết làm sao? Thôi nhận xét luôn. Nghe thứ nhất là về lâm sàng chẩn đoán thì theo xu thế phụ thuộc vào cận lâm sàng quá nhiều. Không có chứng kiến, không có cái cơ sở chẩn đoán của mình. Nha. Tuy nhiên về xử trí thì thấy cái gì ta? Trung hả? Có nghĩa về điều trị dễ chắc hơn. Nha, còn Trang này thì thấy không thấy thể hiện chính kiến của mình, mà nói cũng không thấy, cũng không thấy nghe êm lắm, không hợp lý lắm nha. Anh này cũng xuyên lên nè, 8 điểm nha. Con này không thấy làm bật lên được gì hết, 7 hay 6 đó à, 7 điểm rồi, 7 điểm nha.